Sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời Tiến sĩ Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ trao biểu tượng doanh nhân tâm tài. Xin cho chúng tôi được mời quý vị cùng gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Thị Hương đến từ Hợp tác xã Vận tải Du lịch 27 tháng 7. Hợp tác xã Vận tải Du lịch 27 tháng 7 vẫn đang từng ngày cố gắng với những nỗ lực của riêng mình phục vụ cho thị trường du lịch. Và khi quý vị quan tâm đến thị trường này, xin hãy nhớ đến doanh nhân Nguyễn Thị Hương.